Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn cài đặt chương trình Intel Nay Z Idea Community trên hệ điều hành Ubuntu 18.04. Thì tôi sẽ mở terminal command line name. Rồi tôi sẽ có lệnh là sudo apt gạch ngang get update. Tôi sẽ có lệnh như vậy để mà thực hiện update các software cần thiết cho cái hệ điều hành Ubuntu với cái quyền admin, sudo tức là với quyền admin. Rồi tôi nhấn enter. Rồi, nó yêu cầu tôi phải nhập password. Thì tôi nhập password, rồi tôi nhấn Enter. Rồi, quá trình update các bách kịch đang diễn ra. Rồi, nó đã làm xong. Rồi, tiếp theo thì tôi sẽ có lệnh để mà cài download và cài đặt Intel Nay Z. Tôi có lệnh là apt install snap. Rồi, trừ, gạch ngang, y, chấm phẩy. Snap. Rồi, install. Rồi, Intel này gì? Rồi, gạch idea. Rồi, gạch. Rồi, community. Rồi, tiếp theo gạch gạch classic. Rồi, tôi nhấn enter. Rồi, nó bắt tôi phải nhập password để mà thực hiện authent. Thì tôi đi nhập password. Thì nó mới cho phép tôi cài đặt cái download và cài đặt cái chương trình Intel Nay Z Idea này. Rồi tôi click Authent. Rồi, nó bắt đầu download và cài đặt chương trình Intel Nay Z Idea cho tôi. Rồi, nó đã báo là Intel Nay Z Idea Community 2018.2.4 form check trên được cài đặt thành công. Và tôi sẽ đi vô để kiểm tra cho bằng show application. Tôi search Intel Nay Z chẳng hạn. Rồi, nó đã được đây là thằng Intel Nay Z nó đã được cài đặt. Tôi cho nó chọn Add to Finally. Tôi sẽ đi mở cái thằng Intel Nay Z Idea này đây. Ở đây thì nó hiện tại đây là import Intel Nay Z Idea setting form. Thì chỗ này thì tôi sẽ chọn là do not import setting, rồi tôi chọn ok. Rồi cái chỗ này là check send private policy, nghĩa là chính sách bản quyền của nó. Tôi sẽ roll nó xuống và tôi chọn upset. Ở chỗ này là data sharing thì tôi chọn là don't share.
tiếp theo chỗ này thì nó chọn là cái thầm UI thì tôi chọn là cái này. Tiếp theo thì tôi chọn net default login. Ở cái mục này thì tôi chọn net feature login rồi. Tiếp theo thì tôi chọn task choosing intelligent idea. Đó, chương trình intelligent idea nó đã đăng tải lên cho tôi. Tiếp theo thì cái màn hình welcome to Eology nó hiện lên như vậy. Thì ở đây nó có cái chế độ như the new Z và import Z. Bạn mở một cái Z nào đó. Tôi chọn là the new Z. Rồi tiếp theo thì tôi chọn vào Java và cái Z SDK này thì nó cho vào kịch 1.8. Thì tôi chọn net. Rồi tôi chọn net. Rồi tên Z thì tôi chọn là tên là demo first program chẳng hạn. Cái file location là cái nơi lưu trữ cái dòng code của tôi thì tôi phải chọn và một folder khác thì lưu chẳng hạn, hoặc là tôi để mặc định như vậy được, tôi chọn cái đi. Đây thì nó có một cái hộp thoại tip off, ở đây thì tôi tắt đi, tôi cần cái đồ chép nó đang ngoắt lên như vậy. Rồi, trong cái folder src này thì tôi sẽ đi tạo ra click chuột phải nên nó. Tôi chọn new. Tôi chọn package. Tôi sẽ tạo ra một cái package là demo. Rồi, trong package này thì tôi sẽ tạo ra một cái class. Ví dụ như là hello world chẳng hạn. Tôi chọn OK. Rồi, trong cái class hello world này tôi sẽ đi tạo ra cái hàm bên cho nó. Copy. Gọi mail. Sync. RRS. Rồi. Tôi sẽ in ra màn hình câu lệnh là hello world. Rồi, tiếp theo thì tôi sẽ chọn run hello world main chẳng hạn. Rồi, thì nó đã in ra màn hình câu hello world như vậy. Như vậy là bữa nay tôi đã hướng dẫn các bạn là cài đặt được chương trình Intelligent Idea trên hệ Ubuntu 18.04. Thì tôi xin tạm dừng cái video dẫn của tôi tại đây. Thank you.